Vâng, cửa hàng âm thanh Xuân Đức Độ xin kính chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay thì em Xuân sẽ test cho các bác nghe cái chất âm của con loa JBL KP6052. Thì như nếu anh em nào đang dùng những đôi loa JBL KP6012 hàng xịn nhé, thì ngày hôm nay các bác sẽ nghe cái chất âm của KP6052. Các bác sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt ngay và rất là rõ ràng ở cái tiếng bát của đôi loa luôn. Đó là cái giải bát của đôi loa JBL 6052 này nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ có chiều sâu hơn khá là nhiều so với 6012 các bác nhá. Đấy. Còn riêng với những về giải lời giải tép thì những cái dòng như JBL 6012 hay là 6052 thì nó là vua rồi. Nó rất là mạnh, độ nhạy nó cao. Những loa neo của JBL cái dòng này độ nhạy rất là cao, 99-100 dB độ nhạy min cơ. Cho nên độ nhạy nó cực kỳ cao, tiếng nó rất là nảy, rất là phê, tép rất là sáng. Trong trẻo hát thì cực kỳ bay rồi. Nhưng mà đối với những dòng loa neo nó là điểm chung rồi. Đặc biệt như là JBL 6012 cũng vậy. Thì cái tiếng bass đương nhiên là dòng neo nó không thể trầm giống như dòng bass thường được, là nguyên tắc rồi. Chúng ta đã cảm nhận được điều đó. Nhưng ngày hôm nay đây là một đôi loa mà cái giải bass nó sẽ lực hơn, trầm hơn, sẽ đáng kể so với những đôi loa 6012. Đấy, bởi vì đây là đời trên rồi nè, nó dù sao nó là đời trên công suất lớn hơn. Cho nên chúng ta sẽ cảm nhận nó khác biệt hoàn toàn. Đấy, và các bác cùng nghe nhé, đôi loa này thì thật các bác nó có mạnh. Mạnh nói là mạnh nhưng mà kết hợp với quả sức có thể đồ đoán hay lắm. Thực sự hay. Những đôi loa JBL hàng xịn nó rất là đặc biệt. Đương nhiên là hiện tại thị trường thì hàng xịn nó cũng khá ít. Đại đa số là anh em trộn hàng OEM đặt hàng rồi chắn tem lên thôi. Cho nên là đa số là chất lượng nó khá là kém, anh em nghe nó hơi chói. Cho nên một số anh em là cái chê những đời model đời mới nhất của JBL, cứ bảo là loa và tiếng nó khó chịu, nó chép nó có chói lắm. Khó chịu đúng không? Thực ra đó là không phải hàng xịn các bác nhé. Đấy, còn nói thật các bác, JBL hàng xịn cái tép của nó kể cả đời cũ hay đời mới bây giờ các bác nghe mê mẩn luôn. Tức là các bác mê mẩn nhất của JBL đó là cái tiếng tép, các bác nghe mê cực kỳ luôn. Các bác có ngồi gần mà các bác ngồi lớn hết cỡ em thấy các bác không có rời chói một chút nào. Nghe nó mịn màng, nó mịn, nó đi vào lòng người lắm. Nó như giọt nước vậy, rất là phê. Hiện tại bác thấy đây, hiện tại bên em là đang là mùa gặt, máy gặt đang chạy rất là nhiều ồn, rất là ồn ở ngoài kia. Nhưng các khẳng định các bác là khi em test cái đôi loa này lên, chất âm của nó có thể át được tiếng máy gặt rất là rõ ràng và chúng ta sẽ không nghe bởi vì nó rất là rõ ràng, chúng ta nghe tách bạch lắm. Nghe rất là phê và các bác cùng nghe cái đôi loa này nhé. Em sẽ mở các bác nhạc trữ tình trước, lát sẽ em sẽ mở các bác cái nhạc mà tiếng mic được cơ. Các bác nghe nó mới rõ ràng cỡ nào đâu nó phê. JBL này cho chúng ta nghe để ý tiếng tép nó nghe rất là phê. Kể cả những đôi loa mà cái đời phân khúc sâu thì bắt nghe tiếng tép là rất là nó mịn màng lắm. Nó không gây khó chịu, tiếng rất là sáng, sạch. Có những vết thương còn độ phủ cực kỳ tốt. Để lại đời ta. Dày vô theo tháng ngày. Tôm cuộc tình buồn vì ngày đó người đi góc phá của đoạn này khá tốt khác nhá, góc phá này. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa, có những lúc em buồn một mình đợi anh, đợi người đi chắn về quên mất câu thề, bỏ lại đây tình ta
đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc chấm ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng. Tiếp trôi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng anh giờ thầm chế trong em. Bỏ đồng tiền ra chúng ta chơi những đôi loa hàng xịn thì cái chất âm nó ra nó vẫn khá là khác biệt các bạn ạ. Nó khá là rõ ràng, sạch sẽ. Đấy, chứ nó không bị cái cảm giác như là một số những dòng loa chất lượng kém khi chúng ta mở chúng ta sẽ bị xé, tiếng tép sẽ bị khó chịu, ức chế. Nhưng mà đâu những dòng loa này thì thực bác thấy là khá là lớn. Đúng khá là gần nhưng nghe rất là dễ chịu bác, rất là dễ chịu. Điểm mạnh của JBL là thế mà. Anh em chơi đã biết rồi đúng không ạ? Mê của chị vì vậy thôi chứ còn gì đâu các bác. Đấy. Thì những anh em nào mà chưa biết cái dòng loa này em mời các bác cùng xem kỹ hơn nội ngoại thất của đôi loa JBL 6052 này, nó khác biệt cái gì với 6012 nhá. Em mời các bác cùng xem nhá. Vâng, lời đầu tiên được cho em xin lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể là các bác yêu thanh trên mọi miền Tổ quốc nhá. Vâng, xin thưa các bác, ngày hôm nay thì cũng đã lâu lắm rồi. Hôm nay em Xuân mới tiếp tục về các bác một cái đôi loa JBL. Em Xuân thì có một cái nguyên tắc đó là em Xuân chỉ làm những dòng loa JBL đời mới, còn những đời loa JBL đời cũ đã cách đây khoảng độ 20-30 năm, những dòng loa sản xuất từ Mexico thì các thì gần như là em Xuân đã không làm, không thích dòng đó nữa. Và em Xuân thích những dòng loa đời mới bây giờ của JBL. Thì ngày hôm nay em Xuân sẽ lên sóng cho bác một cái đời dòng JBL mà chắc chắn là một cái đời huyền thoại ở thị trường Việt Nam, một trong những dòng hiện tại được lắp phòng karaoke VIP nhiều nhất ở thị trường Việt Nam luôn. Đó chính là dòng KP6052. KP6052 nó là một cái phiên bản đời sau và cũng như là bản nâng cấp tối ưu nhất của phiên bản KP6012. Nó sẽ khác biệt nhau một số điểm. Thứ nhất, nếu chúng ta nhìn từ xa thì chúng ta phân biệt được ngay cái đời KP6052 nó sẽ khác nhau một cái là gì ạ? Nó sẽ có cái viền đỏ, cái viền cao su đây. Đây là cái viền cao su, nó cái răng cao su. Cái răng này á nó sẽ chạy xung quanh cái e căng và cho nó chống rung e căng để không gây cái tiếng ồn ồn. Các nghe khi chúng ta rung hát rung thì e căng nó không bị đập vào cái thành gỗ, nó không bị rung. Đấy. Còn đời 6012 thì họ không làm cái răng đỏ này. Đấy. Còn nếu mà đi vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái đời 6052 á thì cái từ sẽ bé hơn. Cái từ của đời 6052 nó sẽ không có cái những cái rãnh thoát nhiệt này mà cái từ sẽ bé hơn rất là nhiều. Đấy, cái đời này thì nó sẽ từ lớn hơn. Các thấy là cái đời này thì cái từ sẽ to hơn. Đấy, từ to hơn và công suất cũng sẽ lớn hơn so với đời 6012. Đấy, đó là những cơ bản là chúng ta sẽ thấy. Còn về con tép thì nó cũng dùng chung thôi. Đấy, thì xin thưa các bác luôn, đối với những tại sao mà em Xuân được trả lời lại cái chiều là tại sao em Xuân lại không thích dùng những cái dòng đời JBL đời quá cũ. Thứ nhất là những cái đời JBL và đời quá sâu ấy, thì những sản xuất ở bên châu Âu ấy, thường thường là người ta hay thiên về gì ạ? Hay thiên về nghe nhạc. Đấy, cho nên là khi chúng ta hát karaoke thì nó không có định giọng. Nó không có định giọng thì chúng ta rất là khó hát, nhưng nghe nhạc rất là hay. Đấy, thì sau này thì JBL họ cũng đã đặt cái trụ sở nhà máy ở bên Trung Quốc rồi. Cho nên là những cái đời mới bây giờ thì đã tiếp cận những cái kiến thức về karaoke cũng như là họ đã tiếp cận những cái mới rồi. Cho nên cái kiểu dạng làm loa cũng khác. Nhưng cái đặc biệt với cái đời KP6052 này á, thì cái bát của JBL nó vẫn được sản xuất tại Mexico. Đấy, bác thấy đây này, Mexico các bác nha. Cái bát vẫn được sản xuất tại Mexico nhưng phân tần mọi thứ đã được thiết kế căn chỉnh riêng theo cái đời mới bây giờ, cho nên nó sẽ khác. Đấy, thì đối với những cái đời KP6010 hoặc là 6012 hoặc là 6052 này thì cái tiếng karaoke nó rất là bay. Đấy, nếu các bác mà để ý một chút thì riêng cái đời bác đã từng nghe được KP6012 rồi thì các bác nào sẽ nghe cái KP6052 đấy thì cái tiếng bát của KP6012 nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ lực hơn một chút so với KP6012 các bác nhé. Đã, bởi vì đời này nó sẽ côn lớn hơn và từ nó lớn hơn một chút, nằm cho nó mạnh hơn thì chúng ta thấy là cái tiếng bass nó sẽ lực hơn so với KP6012. Đấy, và đánh nếu đánh thì nghe nó phê hơn rất là nhiều. Phê hơn khá là nhiều các bác nhé. Đương nhiên nó phê là chuyện của JBL đây. Và đương nhiên ngày hôm nay là chúng ta sẽ dùng đây là tất cả các dòng loa sử dụng toàn bộ là bass tép neo. Bass tép neo là đương nhiên rồi. Không thể lực như bass thường được. Chúng ta nhìn tắt đôi loa này rất là hay khi chúng ta kết hợp cùng một quả sấp nữa thì tuyệt vời, đẳng cấp luôn. Đấy, ok không ạ? Thì em sẽ nói luôn các bác cái này, riêng với loa JBL
trên thị trường ấy, thì hiện tại bây giờ là giá lung tung, rất là nhiều mức giá và loạn phong phèo hết lên, 5, 7 triệu, 8, 9 triệu, 10, 11, 12 triệu, 13, 14, 15 triệu, 16, 17 triệu tùy. Nhưng em Xuân nói luôn, riêng với đời KP 6012 này, 6052 này, em Xuân đang bán ra thị trường với giá là 25 triệu đồng cho một cặp. Và với cái giá đó thì nó sẽ khác biệt cái gì? Thì em nói các bác cái này này, khác biệt cái gì các bác hãy cố gắng tự tìm hiểu, hãy nhìn, chúng ta sẽ tự nói ra, chứ em không muốn để cho các bác xem kỹ cái hàng của em. Thứ nhất là gì? Bán hàng thì không có ai tự chê mình bảo mình là hàng nhái cả. Các bác có mua cái loa 5 triệu trên ngoài thị trường, họ bảo các bác là hàng xịn thôi, đúng không? Em sẽ không bốc phốt ai cả, em không nói là em không có nói là hàng người ta hàng dở hay hàng đéo, nhưng em mà nói các bác là em không nhập được những cái ra đấy. Có người bán 5, 7 triệu ta cũng bảo là hàng xịn, 10 triệu ta cũng bảo hàng xịn. Tóm lại chúng ta phải tinh vi, là chúng ta phải nhìn thôi đấy. Còn đây là một đôi loa của em Xuân bán, và những đôi loa này các bác hãy nhìn đây, nó rất là sắc nét, hàng xịn, nó rất là sắc nét các bác nha, cực kỳ sắc nét luôn đấy, mọi thứ đang rất là đẹp đấy, cực kỳ đẹp luôn. Tép nèo các bác nha, tép nèo cực kỳ sẵn cấp. Đương nhiên những đời này đã sử dụng là phân tần của JBL thì cực đẹp rồi, phân tần của JBL thì không cần quan trì để chê cả, quá đẹp luôn. Sử dụng tới 2 bóng sợi tép các bác này, nó sử dụng tới 2 bóng bảo vệ tép các bác nha. Đây các bác nhìn kỹ ở đấy này, hơi tối bác nhỉ, đây các bác ạ, nó sẽ có 2 cái bóng bảo vệ tép này kìa đấy. Và đương nhiên sử dụng là tụ, là tụ gì ạ, tụ là tụ của hãng Zotac, và chợ là chợ của Bennick, những đời mới bây giờ cực kỳ chất lượng. Loa đăng là rất là đẹp các bác nhé, loa đăng cực kỳ đẹp luôn đấy. Và xin thưa các bác luôn, đối với thị trường hiện tại bây giờ JBL thì nó như hàng nhái thì có quá là nhiều, hàng nhái tinh vi bây giờ là quá kinh khủng luôn. Và em Xuân nói luôn các bác là tại sao em Xuân lại bảo là các bác là khi mua hàng của em Xuân, các bác hãy cẩn thận, đừng bao giờ vội vàng mua, bởi vì cùng dòng loa này hiện tại giá thị trường có người bán chỉ 5, 7 triệu cũng có người bán chỉ 10 triệu, hơn 11, 12 triệu cũng có. Cho nên các bác khi đi mua hàng của em đấy, các bác phải chắc chắn tại sao mà chúng ta phải bỏ số tiền cao hơn như thế đấy, mà hàng lại giống người khác được, nó khác chỗ nào, nó giống chỗ nào, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng em Xuân nhé. Còn những chỗ hàng khác người ta thấy bán rất là rẻ, các bác hãy cẩn thận, hãy nhớ một em một điều là các bác cứ tìm chỗ nào rẻ chúng ta mua, đừng có mua của em Xuân khi chúng ta chưa hiểu được tại sao nó mắc hơn, ok không ạ? Còn em Xuân có nói chia sẻ với các bác rồi, em Xuân có rất là nhiều người chào những đôi loa JBL. Em thấy các bác một đôi loa JBL ngày xưa em đã chào là những đôi loa 25, bây giờ giá nhập vào hoàn chỉnh, giá bây giờ cũng phải tầm khoảng hơn chục triệu thì mới có loa JBL bắt 25, loại bắt thường đấy. Rồi tiến hình đây, cũng có hiện tại cái lô hiện tại trên ngoài thị trường, cho bác xem luôn, hiện tại ngoài thị trường đang có lô loa này, hiện tại em có mẫu em đang chào. Hiện tại là ngoài thị trường đang có một cái lô loa JBL, và cái JBL này cái mã của nó chính là cái mã KPS1 bắt 25. Đấy, bắt 25 bắt thường các bác nha. Được bắt thường. Và cái lô loa này hiện tại đang trên chợ đang còn luôn. Anh em nào mà trung trơm thanh để biết lô loa này rồi, hiện tại chắc là nhiều người biết rồi bởi vì họ chào rất là nhiều. Lô loa này hiện tại chưa có ai lấy đâu, nếu bác nào thích thì cứ lên lấy. Và các bác biết được giá đồ loa này, đây, đây cũng là tụ ben đấy, đây hàng xịn đây, đây là hàng xịn các bác nha. Đấy, đây là lô loa bắt thường thôi, bắt 25 thôi bác nha. Mã đây, KPS1. Và các bác biết họ chào bao nhiêu, giá họ đây, các bác nào biết là 40 đôi, 2006. Chúng ta cứ nhân lên thôi, 2006 chúng ta cứ nhân lên thôi, 2600 là 8.840.000 là giá gì ạ? Giá chưa bao gồm đóng bao, chưa bao gồm cước nội bộ. Vậy chi đôi loa này nếu về đóng bao xong tầm khoảng 9 triệu và cước nội bộ và cước về Việt Nam thì dao động tầm khoảng độ 10 triệu rưỡi đến 11 triệu cho một đôi loa này nếu về Việt Nam. Chưa bao gồm sống chết. Thì trong một đôi loa chắc chắn là sẽ có sống có chết, xác suất nữa. Chết nữa thì một đôi loa, chúng ta cứ tính một đôi loa nó khi về sống chết bù trừ cho nhau thì nó lên tầm khoảng 12 triệu một cặp. Nếu người khác mua được, các bác sẽ thấy là đôi loa chắc chắn người ta phải bán 15 triệu, đôi bắt 25. Thì với một đôi loa bắt 25 bãi hàng xịn mà giá thị trường bây giờ đang làm khoảng 15 triệu một cặp, cái mã KDS1 đấy. Đấy thì mới có được hàng xịn. Nếu người khác bán ra, em nghĩ người ta bán ra với tầm đấy thì may là mới có công. Mà trong khi hàng mới bây giờ người ta chỉ bán có 11, 12 triệu không có. Còn JBL này, đây là bắt neo đồng hoàng luôn. Mà em thấy người ta bán rất là rẻ, em không biết. Tóm lại em Triệu Xuân lại nói là này, em Triệu Xuân nói một câu là em không biết tại sao nó rẻ như vậy cả. Người ta lấy được như thế nào cả. Em không biết là hàng, em không nhận xét là hàng này hàng kia. Nhưng thật các bác là hàng của em nhập vào chẳng bao giờ có cái giá như thế. Và em mua giá nó công khai luôn, giá lô nào mọi người đều biết cả, trên chợ anh em Triệu Âm Thanh đều biết này. Giá cả có giá chung hết. Không bao giờ có chuyện là người này lấy rẻ, người lấy cao, không có đâu.
giá là giá chung hết, tất cả anh em đều như nhau, giá mọi người lấy cho nhau đều bằng nhau hết, cho nên không có chuyện mà tự nhiên cùng một dòng hàng hàng giống nhau, hàng xịn giống nhau mà em lấy giá cao người ta lấy giá thấp là không có bác nha, không bao giờ có chuyện đấy. Đấy cho nên là em Xuân muốn nói là tại sao nó lại có giá như vậy chênh lệch, thì đó là chúng ta lại suy ngẫm thôi, chứ còn nó như thế nào các bác hãy tự tìm hiểu. Chúng ta là người bỏ tiền, chúng ta hãy cẩn thận để chúng ta kiểm tra cho kỹ các bác nha. Còn đây là cái mã 6052 thì chúng ta thấy vì sao đây, đời 6052 á. Đấy, thì riêng đời 6052 nó sẽ được sản xuất tại Made in China, ghi rất là rõ luôn. Họ sẽ ghi được Made in China và đây nó sẽ có một cái tem. Cái tem này là cái tem số email quản lý sản xuất của hãng luôn. Thì cái tem này các bác liên hệ với cái loa này vậy, bởi em còn chưa cạo luôn, đang còn nguyên luôn cho bác luôn. Đấy, nó sẽ là mã KP6052 các bác nhá. Đấy, KP6052 và đây nó sẽ design USA và sẽ sản xuất tại Made in China. Số email hàng xịn, nhìn rất là rõ ràng, họ ghi rất là rõ ràng, và hàng bãi xịn nó sẽ có những cái dấu chiêu đang còn nguyên, hàng bãi xịn nó sẽ rõ ràng lắm, nó không có chuyện mà vớ vẩn được. Đấy, và hiện tại bây giờ thì cái hàng nhái hàng trộn vào rất là nhiều, cho nên là em Xuân cũng nó như này các bác, cũng mong các bác khi mua những đôi loa này ấy, hãy cẩn thận, bởi vì khi chúng ta bỏ số tiền chục triệu hơn chục triệu rồi ấy, mà khi chúng ta phát hiện ra hàng nhái thực sự quá là buồn, quá đau lòng. Đấy, và đây là một đôi loa phải nói là hiện tại đôi loa bên em đang rất là đẹp, tất cả mọi thứ đang cực kỳ đẹp luôn, mọi thứ đang hoàn hảo luôn. Và những anh em mà đang thích đồ loa này hãy liên hệ với em Xuân theo số điện thoại ở phía dưới màn hình đấy bác nha. Đấy, đương nhiên các bác nào mua trong ngày hôm nay thì em Xuân cũng hiện tại đang mưa bão, em Xuân cũng sẽ có chương trình ưu đãi giá mềm hơn một chút, cho nên các bác hãy lưu ý liên hệ với em Xuân nhé, để chúng ta có một đồ loa hàng xịn, tránh mua phải hàng nhái, tránh mua phải những cái hàng kém chất lượng các bác ạ. Đấy, giá cả bây giờ nó lung tung lắm, hãy cẩn thận trước khi chúng ta tìm hiểu. Khi chúng ta bỏ tiền là chúng ta phải biết cái giá trị nó ở đây. Ok không ạ? Và những bác nào thích hãy liên hệ em Xuân theo số điện thoại ở phía dưới màn hình các bác nha. Em Xuân cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bác.